Đây quý vị, kính thưa quý vị bà con cô bác, hôm nay Thắng miền Tây tới chùa Nước Mặn ha. Người Khmer còn gọi là chùa Wat Tuk Pai, nó dịch ra tiếng Việt là người Wat chùa Nước Mặn tại Long Phú. Thì hôm nay thì lại tới đây cũng xem một chiếc ghe ngò cũng mới đóng nè, để chuẩn bị cho năm 2022 này thi đấu tại dòng sông Metro. Thì cái chiếc ghe ngò thường thường ta cũng quề mặt tâm linh đó quý vị đó. Người ta cũng mới đóng mà nhưng cũng có giăng mùng luôn ha. Đó, giăng mùng che cái đầu lại, đầu ghe toàn bộ là che lại hết ha. Rất độc lạ quá vậy. Đó, cái chuyện về mặt tâm linh ha. Cái cũng như là một cái khó hiểu lắm quý vị. Đây, đó. Cái về mặt tâm linh ha. Đó, một chiếc ghe ngò mới đóng. À, toàn bộ là chùm mà giăng mùng luôn ha quý vị. Đó. Cái cũng như một cái mặt tâm linh để cho cái chiếc ghe linh thiêng để thi đấu được giải cao nhất trong mùa giải đó quý vị. Đó, hôm nay Thắng miền Tây lại tới đây cũng chia sẻ cho quý vị xem một đoạn ha. Chùa Wat Tuk Pai, còn gọi là chùa Nước Mặn Long Phú, Sóc Trăng. Kiến trúc chùa nơi đây cũng rất là đẹp luôn quý vị, cho quý vị xem ha. Đây, người nghỉ mát kế dòng sông. Đây là mình quay cái toàn bộ cái khung cảnh ở đây cho quý vị xem ha. Đó. Rất đẹp, công viên chùa cũng rất rộng rãi. Đây. Ở đây có cái hình tượng này ghê quá, ông Trần đó quý vị. Đó, có ông Trần đứng sừng sững luôn ha. Đó. Cái này nơi toàn bộ công viên chùa đó. Đây, bên ngôi chánh điện cũng đang sửa chữa quý vị, chưa có lễ xi ma, chưa có thanh cánh thành ha. Đây, ngôi chánh điện cũng khá là mát mắt, trang trí họa tiết hoa văn rồi rất nổi bật luôn quý vị. Ở đây có một tượng Phật nhỏ nhập niết bàn, Nam Mô Di Đà Phật. Đây. Ở đây cũng có tượng Phật Thích Ca ha quý vị. Đó. Dưới gốc cây Bồ Đề. Đây cũng có hình Phật lúc Phật mới sinh ra đi 7 bước trên đóa hoa sen. Đây quý vị. Đây trước màn hình quý vị đó là ngôi chánh điện cũng đang sửa chữa ha. Hai cổng lối vào hai bên thì có hai chú voi đứng hai bên ha, cũng đang sửa chữa đây quý vị. Toàn là hoa văn nổi không, đắp hoa văn nổi ha. Đó. Rất là mát mắt. Đây, hàng cột khá là dày và rất là đẹp mắt luôn quý vị. Đây, một dây cột đó làm khá là dày ha, chắc chắn luôn quý vị. Đó, dài qua tới bển luôn, ở trên cũng đang sửa chữa ha. Đó. Đây, bên hông cũng mình quay toàn cảnh ở ngôi chùa này cho quý vị tham khảo coi thêm ha. Đây, rất rộng rãi luôn quý vị. Đây, không thể bỏ qua là cái cổng chùa nào cũng có gắn bảy đầu ha. Đó, để che nắng cho Phật đó, ở che mưa cho Phật đó quý vị. Cũng chưa sơn sửa ha, mới có đắp lên thôi. Còn đây là cổng lên, cổng chánh lên nè quý vị, cũng chưa được sơn, chỉ có điêu khắc họa tiết nổi thôi. Đó. Đây cổng lối vào đây. Đó, lối vào ngôi chùa Tuk Pai, huyện Long Phú. Đây quý vị.
Đó, cũng có những hình tượng Phật bốn mặt ha. Đây con đường vào chùa nè, từ chợ Long Phú chạy hút chợ Long Phú khoảng 50 m sẽ có cái đường lộ đan chạy vào chùa nha quý vị. Đây đó, đây là chùa Nước Mặn, huyện Long Phú đó. Đây là cây cột cờ. Thôi, Thắng miền Tây chia sẻ tới đây cũng xin tạm dừng video. Chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn luôn cũng gặp nhiều may mắn trong công việc. Xin chào mọi người.